Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eureka! Uni. Tổng quát lại thì đây là cái vấn đề cơ bản về cái mô hình hồi quy, hàm hồi quy của mẫu và của tổng thể. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phương pháp ước lượng. Làm sao để tìm ra B1 mũ và B2 mũ dựa trên mẫu N quan sát kia. Đấy thì vừa nãy là mình cũng nói rằng là cái U mũ càng bé về trị tuyệt đối càng tốt. Thì cái này nó chính là cái mục tiêu, cái điều kiện để chúng ta tìm ra B1 mũ và B2 mũ từ cái mẫu kia. Chúng ta có N quan sát, cho nên chúng ta sẽ có N giá trị của PQ và cũng kéo theo là N giá trị của U mũ. Và làm việc với cả trị tuyệt đối thì chưa bao giờ là cái gì đấy nó dễ chịu cả. Cho nên là chúng ta sẽ tìm một cái đại lượng khác mà nó tương đồng về tính chất nhưng mà nó dễ dàng xử lý hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ bình phương nó lên. Về trị tuyệt đối của U mũ nó càng nhỏ thì bình phương của nó cũng sẽ càng nhỏ. Và chúng ta sẽ thay thế nó bằng cái, và viết cho từng quan sát một là U1 mũ, U2 mũ, UN mũ, thì chúng ta sẽ có được N giá trị bình phương của U mũ. Chúng ta xét cái đại lượng gọi là tổng bình phương phần dư, tổng bình phương của U mũ, ký hiệu là SSR hoặc là RSS, tùy theo cái tài liệu mà chúng ta sử dụng. Tổng bình phương phần dư, nghe tên của nó là chúng ta đã biết nó tính như nào rồi đúng không? Có bao nhiêu phần dư nó bình phương lên rồi cộng nó vào với nhau thôi thì sẽ được tổng bình phương phần dư. Và viết ở dạng ký hiệu tổng. U mũ nó càng nhỏ thì tổng bình phương này nó cũng sẽ càng nhỏ. Và đây là cái bài toán, là cái thuật toán, là cái điều kiện để chúng ta tìm ra cái hệ số B1 mũ và B2 mũ dựa trên N quan sát PQ. Tuy nhiên là U mũ là giá trị mà chúng ta chưa biết. Chúng ta phải biểu diễn nó theo cái mà mình đã biết rồi. Trong đó thì cái Q là cái biết rồi này, chúng ta thay nó lên. Và trong này Q mũ là cái chưa biết. Q mũ chỉ có được khi chúng ta tìm ra B1 mũ và B2 mũ thôi. Nên là sẽ tiếp tục thay thế cái Q mũ này bằng cái biểu thức B1 mũ cộng B2 mũ nhân P. Trong đó P là giá trị biết trước ở trong mẫu. QI và PI ấy, nó là các cái giá trị mà chúng ta tìm trong thực tế. Trong mẫu của chúng ta nó là các con số đấy. Thế cho nên nó đóng vai trò là hằng số ở trong biểu thức này. Còn B1 mũ và B2 mũ là cái cần tìm, cho nên nó đóng vai trò là biến số. SSR của chúng ta là một hàm hai biến. Mục tiêu để cho cái thằng này đạt nhỏ nhất thì chúng ta sẽ đi giải bài toán cực trị thôi, đúng không? Chúng ta sẽ đạo hàm và tìm ra cái điểm dừng. Rồi, trước hết là đạo hàm theo cái biến thứ nhất, beta 1 mũ. Thì cái ký hiệu này có vẻ chúng ta không quen lắm, nhưng mà nó cũng chỉ là đạo hàm thôi. Đây ký hiệu là đạo hàm riêng đấy. Thì mình viết lại thế này cho nó quen thuộc nhá. Viết lại ở kiểu phẩy phẩy cho quen thuộc. Và lưu ý đạo hàm tổng bằng tổng đạo hàm. Chúng ta sẽ tách ra thành tổng của từng cái đạo hàm một. Đó. Ở đây đạo hàm theo beta 1 mũ thì chúng ta lại gặp phải đạo hàm của hàm hợp. Nó có dạng là U mũ alpha hay là V mũ alpha ấy. V mũ alpha ở đây là V mũ 2 này. Đạo hàm là 2V nhân V phẩy. Và chúng ta áp dụng vào bên trên nó sẽ được là tổng của 2 nhân với V nhân với cả V phẩy. Và phẩy ở đây là phẩy theo beta 1 mũ nhá. Thì chúng ta nhìn vào cái biểu thức kia, nếu mà phẩy theo beta 1 mũ thì các cái thứ còn lại gọi là hằng số và đạo hàm bằng 0 đúng không? Beta 1 đạo hàm thì nó giống như x đạo hàm vậy. Trừ beta 1 đạo hàm theo beta 1 giống như trừ x đạo hàm theo x, nó bằng trừ 1. Và lúc này chúng ta rút cái trừ 2 ra bên ngoài. Bên trong chỉ còn lại là tổng thôi. Hằng số chúng ta sẽ ném ra ngoài cái tổng được. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn lại một chút cái tổng này, trông nó cồng kềnh quá. Thì xuất phát từ cái biểu thức tổng của AX cộng BI, trong đó AB là các hằng số, XY là cái biến của mình. Đấy, giá trị nó thay đổi x1, x2, x3 vân vân. Chúng ta sẽ viết từng minh cho từng cái chỉ số y1. Đầu tiên là y1 đi, viết từng minh nó ra thì y1 chúng ta thay vào sẽ thành là AX1 cộng B, tương tự y2 x2 cộng B và vân vân tới yn. chúng ta thấy có n biểu thức dạng ax cộng b, cho nên là cái số b ấy, nó sẽ xuất hiện bao nhiêu nhỉ? Xuất hiện n lần. Thế còn cái cụm ax ấy, thì nó chung nhau cái thừa số a, cho nên chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử được, rút a ra ngoài, nó sẽ được là x1 cộng cho tới xn cộng với cả n giá trị của b, và cái x1 cộng xn kia nó lại là tổng của xy. Chúng ta viết lại ký hiệu tổng. Áp dụng cái biến đổi này vào phía trên, và lưu ý những cái ký hiệu nào mà nó có cái chỉ số y ở bên dưới thì vai trò nó giống cái x, thế còn những cái nào mà không có chỉ số y thì vai trò nó giống cái số b. Chúng ta khai triển nó thành, và chúng ta cho nó bằng 0, được cái phương trình thứ nhất của hệ phương trình điều kiện cần. Cho bằng 0 thì số 2 chúng ta bỏ đi, trừ 2 chúng ta bỏ đi, còn lại phần này thì mình sẽ nhân cả hai vế với cả 1/n. Đó, sau đó nhân phân phối vào bên trong, chúng ta sẽ thấy cái phần beta 1 này nó chỉ còn lại là beta 1 thôi. Thế còn cái thằng này tổng n giá trị qy đúng không? Q1 cộng q2 cộng qn chia cho n thì nó được q trung bình. Q trung bình ký hiệu q ngang. Và tương tự với thằng này cũng thế, nó sẽ được p ngang trung bình của p. Chúng ta thay lên để cho nó gọn cái biểu thức. Được cái phương trình đầu tiên của hệ rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phương trình thứ hai, và hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng áp dụng cái biến đổi đạo hàm tổng bằng tổng đạo hàm, sau đó thì v bình đạo hàm thì bằng 2v nhân v phẩy, và nhớ lúc này là chúng ta đang phẩy theo beta 2, thì thay vì nó là trừ 1 như vừa nãy thì bây giờ nó sẽ là trừ pi. Đấy, và chúng ta cũng rút cái trừ 2 ra ngoài và bỏ nó đi. Bây giờ mình sẽ nhân cái pi phân phối ở bên trong, chúng ta sẽ được cái biểu thức, và chúng ta khai triển theo cái tổng thành ra. Nhân 1, nhân cả hai vế cả 1/n để chúng ta ký hiệu lại ngang ngang giống như bên trên, ký hiệu lại cho nó ra cái trung bình ấy. Thì rõ ràng là cái thằng này nó là p trung bình rồi, p ngang. Thế còn hai cái thành phần còn lại thì ở kia nó là p1 nhân q1 cộng p2 nhân q2 cộng pn nhân qn chia cho n, thì nó là trung bình của tích p nhân q. Thế còn tương tự như thế, thành phần thứ ba, thành phần còn lại thì nó là trung bình của p bình. Tại vì chúng ta sẽ có là p1 bình cộng p2 bình cộng pn bình chia cho n. Đó. Thay thế lên phía trên, và chúng ta ghép với cả phương trình thứ nhất của hệ phương trình điều kiện cần, chúng ta sẽ được hệ hai phương trình. Và lưu ý rằng ẩn phải tìm ở đây là b1 mũ và b2 mũ nhá. Còn p ngang, q ngang, pq ngang và p bình ngang thì đấy là các giá trị mà chúng ta hoàn toàn xác định được khi mà có mẫu rồi, khi mà có n giá trị pq rồi, chúng ta hoàn toàn tính được mấy cái ngang ngang đấy. Và giải hệ này thì mình có thể dùng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế, hoặc giải theo hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Cramer, vân vân. Thì đây chúng ta sẽ có được cái nghiệm là như thế này. Như vậy chúng ta đã xác định được b1 mũ và b2 mũ từ cái mẫu n giá trị pq kia. Tính toán cho nó chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể tính toán bằng tay hoặc là sử dụng phần mềm. Ở đây mình sẽ thử tính toán bằng tay trước để làm mẫu cho chúng ta. Với 5 quan sát vừa nãy mình nêu ra của p và q thì chúng ta sẽ tính ra được b1 mũ và b2 mũ thế nào. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải tính cái p ngang và q ngang đúng không? P ngang q ngang cộng 5 giá trị này vào rồi chia 5. Tiếp theo là tính nốt các thành phần p nhân q ngang và p bình ngang nữa. Tính thêm hai cột nữa. Cột đầu tiên là p bình. Làm sao để có được p bình? Đơn giản chúng ta bình phương p lên. Còn p nhân q, chúng ta sẽ nhân p và q tương ứng vào. Ở quan sát thứ nhất là chúng ta nhân 35 với cả 248 thì sẽ được là 8680, và vân vân các giá trị khác cũng thế. Trung bình của nó có đầy đủ các giá trị cần thiết, chúng ta hoàn toàn tính được b2 mũ. Beta 2 mũ thì thay ở bên trên thôi, bấm máy tính nó sẽ thu được trừ 4,833. Và có beta 2 mũ rồi, có p ngang q ngang, chúng ta tính được cái beta 1 mũ, và nó bằng 420,822. Thì khi có b1 mũ, có b2 mũ rồi, chúng ta hoàn toàn tìm được hàm hồi quy mẫu cụ thể. Khi có hàm hồi quy mẫu rồi, chúng ta hoàn toàn tính toán được giá trị quy mũ. Cụ thể, thay giá trị p lần lượt vào cái hàm hồi quy mẫu, chúng ta sẽ thu được quy mũ, ví dụ như thay P35 ở quan sát thứ nhất, chúng ta thu được quy mũ tương ứng là 251,7. Các giá trị khác làm hoàn toàn tương tự và cũng tính ra được cái trung bình của quy mũ nữa. Về phần dư, chúng ta biết rằng nó bằng quy thật trừ đi giá trị quy mũ. Thì ví dụ như là cái quan sát thứ nhất thì quy nó bằng 248, còn quy mũ chúng ta vừa tính là 251,7, trừ đi thu được trừ 3,67. Các giá trị khác tương tự. Và để ý rằng trung bình của U đây nó bằng 0, đúng không? U mũ ngang bằng 0. Thì nó cũng phản ánh cái mong muốn mà chúng ta đặt ra ban đầu, đó là trung bình các yếu tố khác tác động vào nó bằng 0. Ngoài ra thì trung bình của Q nó cũng sẽ bằng trung bình của Q mũ ngang, đều bằng 253,6. Và thêm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta có thể dự đoán được giá trị của Q mũ khi mà chúng ta biết được giá trị của P. Chẳng hạn như P bằng 30, chúng ta cũng thay vào cái hàm hồi quy mẫu, chúng ta sẽ thu được giá trị Q mũ tương ứng là 275,833. Thao tác dự đoán giá trị trung bình của Q khi biết giá trị P thì gọi là dự báo. Ngoài cách tính thủ công, chúng ta còn có thể tính bằng phần mềm nữa. Ở đây nếu tính bằng Excel, Excel sẽ trả cho chúng ta bảng kết quả như thế này. Rất nhiều tham số khác, đúng không? Nhưng mà trước hết chúng ta quan tâm đến các hệ số ước lượng B mũ, hệ số chặng, hệ số góc. Còn ở eView, bảng kết quả sẽ có dạng như thế này. Beta mũ nó cũng chính là cái cột coefficient kìa.